Chào mừng các bạn đến với GoSell. Ngày hôm nay GoSell sẽ giới thiệu với các bạn các tính năng mới. Đây sẽ là tính năng quảng cáo giúp bạn tiếp cận được khách hàng nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể tạo ra các chương trình khuyến mãi cũng như thông báo một cách dễ dàng. Đầu tiên, các bạn phải phân nhóm khách hàng. Thì để phân nhóm khách hàng thì các bạn có thể vào tab khách hàng. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy tất cả thông tin của các khách hàng đã từng mua hàng của mình trên website hay là app. Mình sẽ click vào phân nhóm. Và ở đây bạn có thể tạo được các nhóm khách hàng dựa trên rất là nhiều điều kiện khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể phân nhóm theo thông tin khách hàng hoặc là thông tin đơn hàng. Ở đây thì mình sẽ chọn là thông tin đơn hàng nhé. Mình có thể chọn tổng số tiền hàng. Và số tiền hàng này là tổng số tiền đơn hàng mà khách hàng đã mua ở GoSell từ trước tới nay. Các bạn có thể chọn điều kiện là lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là bằng. Ở đây mình điền con số 3 triệu thì có nghĩa là tất cả những khách hàng đã mua hàng với tổng tiền hàng lớn hơn 3 triệu thì sẽ được phân vào nhóm hàng thành viên vàng. Ngoài ra thì mình còn có thể nhóm từng đối tượng khách hàng, từng nhóm khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau nữa. Thì sau khi bạn đã tạo được nhóm khách hàng thì đây sẽ là nền tảng để bạn thực hiện các chương trình khuyến mãi hoặc là tạo các thông báo đến cho khách hàng. Bạn click vào phần tiếp thị, chọn tab giảm giá. Ở đây mình có thể tạo một cái mã giảm giá tùy theo mong muốn của các bạn, mình có thể đặt tên chương trình ở đây. Ví dụ như chương trình giảm giá 20 tháng 10 chẳng hạn. Bạn có thể tạo mã tự động hoặc là mình có thể đặt một cái mã mà mình mong muốn. Ở đây thì mình sẽ đặt cái mã là code 50 nhé. Và mình sẽ lựa chọn thời gian để chạy cái chương trình này. Về loại giảm giá thì mình có thể chọn phần trăm hoặc là chọn theo số tiền cố định đều được. Ở đây thì mình sẽ chọn là 50%. Hoặc là số tiền cố định là 100.000. Mình có thể giới hạn tổng số lần sử dụng. Hoặc là điều kiện là mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần. Các bạn hoàn toàn có thể chọn là giới hạn tổng số lần sử dụng, ví dụ như là 50 lần. Và chọn thêm là mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần. Thì có nghĩa là mình sẽ có 50 khách hàng được phép sử dụng mã code này. Nếu bạn không giới hạn tổng số lần sử dụng thì mỗi khách hàng được sử dụng một lần cho tới khi chương trình kết thúc, không giới hạn số lượng khách hàng tham gia. Ngoài ra bạn có thể chọn thêm rất là nhiều điều kiện cho cái chương trình giảm giá của mình. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng chỉ cho web hoặc cho app hoặc cho cả hai. Bây giờ chúng ta sẽ test thử nhé. Ở trong mục giảm giá thì mình sẽ nhập cái mã code 50 đó thì mình sẽ được giảm 100.000. Vì lúc nãy mình đã cài đặt là chương trình giảm giá sẽ được giảm số tiền cố định là 100.000, cho nên là nếu khách hàng nhập cái mã code này của bạn thì sẽ được giảm 100.000 trực tiếp trên hóa đơn.